Kéo ga lớn lên, ga nhỏ quá đẹp. Lung tung luôn nè, chưa siết chặt mấy cái ống dầu. Đề ga lớn nó dễ nổ hơn nhiều. Đời này tắt ga thì cái nào cũng vậy, mình lấy đấy nó này, ý hệt này, một cần ga một này, cũng là một cần ga đây cũng một cần ga rồi. Chung xin chào tất cả anh em nhé, đây cái video chung giới thiệu với anh em một cái con động cơ Isuzu 2AB1 nha, lắp cho 2020, 2004, 2050, 2050, tất cả đúng hết nhé, cùng sử dụng một cái động cơ là đời 2AB1 nhé. Đây, tên tuổi của nó đây. Hai máy 86 ly, hành trình một tấc là 2. Con máy này thì nó khá là thông dụng rồi. Nhưng mà cái con này là con nằm trên cơ giới nha nè. Con này thì là máy nó nằm ở trên cơ giới. Đây. Nói chung nó đi đầu trâu bốn chân này. Đây. Cái video này thì chung làm theo cái yêu cầu của anh em. Có một người anh em khách quen hỏi cái con máy cải, đang sử dụng cái con máy cải TS 2500 đây. Anh em bị ban động cơ rồi, thì chung giới thiệu với anh em cái con động cơ này, lắp đúng lắp vừa cho Isuzu TS 2500 nha, đời đỏ nha, thậm chí mà 2004 đỏ cũng đúng, 2510 cũng đúng. Con này đời cơ giới thì nó có một cái khác biệt nho nhỏ, thì nó nằm ở đây, nó có một cái bơm gọi là bơm nách nha nè, bơm dầu bơm nách nha. Anh em thích xài thì xài, không xài thì bỏ nó qua một bên. Ví dụ như chung đang cắm cái ống dầu, đang cắm cái ống dầu trực tiếp vào cái lọc cũng chạy bình thường nha. Rồi cắt tất cả các cái vị trí ga, chân máy, đầu giống toàn bộ hết. Đây chân máy trước đây. Để bắt dí đấy, giống hết. Cái con này khi mà sạc vào cái máy cài thì cần phải làm hai việc nhé nè. Để chung bỏ dây mát ra đi. Đang đề 12 bình thường nhé. Đây. 12 đây. Phải làm hai cái việc. Thứ nhất là bỏ luôn cái đầu trâu cơ giới này ra, anh em sạc toàn bộ cái miếng sắt đấy. Isuzu thì sử dụng một cái miếng sắt, miếng gọi là mặt ram đấy. Anh em sàn bên máy động cơ cũ qua, sàn luôn cả bánh đà qua nhé. Đó là việc thứ nhất, lấy luôn bánh đà bố nồi mâm ép bên cái máy động cơ cũ qua. Mấy cái chi tiết này thì bỏ này, dư thừa này, anh em có dư thì có làm gì đó làm. Rồi thứ hai nữa là sàn cái cổ gió, cái kiểu mà sàn cái chỗ này nè. Đây cái cổ gió thì nó đi trực tiếp qua lọc, trên đời máy cài thì y hệt, nhưng mà nó có thêm cái khớp này nè. Đây cái khớp tắt động cơ bằng, tắt máy bằng gió đây, còn lại giống hết nhé. Đây là cái động cơ Isuzu 2004 2500 đây. Rồi cái thứ ba cần làm, ba việc cần làm nhé, là anh em sàn cái mặt cam qua nhé. Sàn toàn bộ cái mặt cam ra, anh em mở cái mặt cam này này,
Đây, phần mặt cam này nhá. Sàng toàn bộ mặt cam cũ bên cái động cơ cũ qua để nó có cái chỗ cái nhông cái bơm đấy nè. Mặt cam luôn cả mặt ram nhá, qua nhá. Anh em xài lâu năm thì tự làm được cái công việc đó, anh em mà không rành lắm thì nhờ thợ giúp nhá. Giống như mình bán cái kiểu là bán cái lốc đi, mình bán cái lốc máy. Đây, sàng luôn mấy cái mặt này qua nhá. Ví dụ mặt này này, đây, mặt để bắt bơm này. Trên động cơ cũ của anh em mà chắc chắn là còn những chi tiết đó rồi thì cứ sàng qua là dùng thôi. Còn những cái chi tiết mà anh em tháo bỏ ra, ví dụ như cánh quạt này, cánh quạt trên đời cơ giới là quạt ngược nhá. Quay theo chiều kim đồng hồ thì nó quạt về hướng này nhé nè, quạt về hướng trước nhé. Còn trên máy cài thì anh em phải sàng bỏ cái cánh quạt bên kia qua. Đấy, một vài cái chi tiết nó khác giữa động cơ cơ giới và động cơ trên máy cài nhé nè. Còn hai cái lốc thực ra thì nó giống nhau hết đó rồi. Isuzu, thật ra Isuzu này là sử dụng động cơ Isuzu này, nó chính là Isuzu đấy. Hai máy là 2.400 nhé nè, hai máy là 2.400, hai máy 86 tắc là 2 là 2.400, 2.500, 2.510. Ba máy 86 một tắc là 2 đó chính là 3.500, 10. Bốn máy 86 nhân tắc là 2 chính là Isuzu C240 đấy.